Thưa quý vị, thưa các bạn, nói đến dầu lạc, không mấy ai còn xa lạ với hương vị của nó. Vừa giữ được sự thanh đạm, lại thơm ngon đặc trưng. Cùng với cây lúa, lạc hiện đã trở thành cây trồng quan trọng đối với bà con nông dân huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Với tổng diện tích 800 ha, tập trung ở các xã Minh Xuân, Vĩnh Lạc, Minh Tiến, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái và rải rác ở một số xã khác. Đây là những khu vực đất pha cát hoặc ven sông, suối không chủ động nguồn nước, không phù hợp trồng lúa. Do vậy, người dân đã chuyển sang trồng lạc và một số cây trồng khác. Xã Minh Xuân là xã có diện tích lạc lớn nhất của huyện Lục Yên. Trong vụ xuân, hầu hết diện tích đất bà con dành để trồng lạc với các giống chủ yếu là MD7, TB15 lạc đỏ Bắc đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thứ nhất là đây là một trong mô hình mà bản thân tôi cũng như là các đồng chí trong lãnh đạo xã thì cảm thấy rất quan tâm với xã mình, cả huyện, vì đây là một trong những mô hình mà đặc biệt là cái sản phẩm dầu lạc của dầu vừng được đánh giá là một trong những sản phẩm mà tôi nghĩ là nó rất an toàn đối với cả người dân sử dụng hiện nay. Thì đối với mô hình này thì bản thân thì huyện cũng là mong muốn mà trong thời gian tới mà đặc biệt là phát triển về một số cây thực phẩm chính, đó là cây lạc. Mặc dù mới đi vào hoạt động được 3 năm, Hợp tác xã Thái Sơn là hợp tác xã chuyên cung ứng giống cây trồng các loại và phân bón cho người dân trên địa bàn huyện. Thời gian qua, Hợp tác xã đã cung ứng được trên 2 vạn cây cam sành giống, trên 6.000 cây bưởi giống và các loại cây nông nghiệp khác cho các xã, thị trấn trong huyện và các tỉnh lân cận. Nhận thấy Lục Yên là địa phương có nguồn nguyên liệu lạc, đỗ tương dồi dào, nên đầu năm 2017, Hợp tác xã đã mạnh dạn huy động vốn, xây dựng dây chuyền ép tinh dầu thực vật. Hiện nay, Hợp tác xã đã ký kết bao tiêu sản phẩm lạc, đỗ tương cho nhân dân, đồng thời hướng đến sản xuất các loại dầu có giá trị dinh dưỡng cao. Nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, Hợp tác xã đã bước đầu giải quyết được bài toán tiêu thụ nông sản cho nhân dân, tạo việc làm cho lao động địa phương. Hiện nay, Hợp tác xã còn tận dụng bã lạc, bã đậu tương sau khi ép hết dầu ủ thành phân hữu cơ để trồng rau sạch theo mô hình nhà lưới. Lục Yên là cái vùng nguyên liệu của lạc và vừng, đỗ tương. Đầu tư một cái dây chuyền sản xuất tinh dầu lạc, vừng, đỗ tương, nhưng mà cũng là dây chuyền công nghiệp sản xuất với công suất là 200 kg lạc nhân trên 1 giờ. Vâng, thì sau khi có dây chuyền và đưa vào sản xuất thì được đông đảo bà con ở địa phương ủng hộ, đặc biệt là những người dân họ được sử dụng những cái sản phẩm mà chính do dầu ăn là do chính tay người ta làm ra từ hạt lạc, hạt vừng, hạt đỗ tương. Đây là một cái khẳng định chất lượng của chúng tôi là chúng tôi không dùng hóa chất và được Sở Y tế đánh giá là sản phẩm đủ đạt yêu cầu. Sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch không chỉ bám sát định hướng sự chỉ đạo của các cấp chính quyền mà là nhu cầu đòi hỏi bức thiết của người tiêu dùng hiện nay. Với việc dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đầu tư trong việc sản xuất dầu thực vật, trồng rau sạch, Hợp tác xã Thái Sơn đã đang là hướng đi đúng đắn để tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn vì sức khỏe của người tiêu dùng, đồng thời góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế xã hội ở một huyện miền núi.